nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới là ai? Vượt qua nhiều cái tên nổi bật khác, ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner mới đây trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes. Đây là năm thứ hai liên tiếp Kylie giành được danh hiệu này. Trong danh sách 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới dưới 30 tuổi năm 2020, Kylie Jenner, 24 tuổi, đứng vị trí đầu tiên với khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Tài sản của cô chủ yếu đến từ việc bán 51% cổ phần hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics, nổi tiếng do cô thành lập cho công ty Coty với giá 600 triệu USD. Các nguồn thu khác đến từ kinh doanh bất động sản và các hoạt động nghệ thuật. Với thành tích trên, em gái ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian hiện đứng thứ 1990 trong tổng số 2.095 tỷ phú trên thế giới. Kylie Jenner được công chúng biết đến sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians năm 2007 trên kênh E cùng người chị gái nổi tiếng Kim Kardashian. Sau đó, Kylie đã cho thấy sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội vượt xa các thành viên khác trong gia đình. Dù xuất thân trong gia đình nổi tiếng và giàu có, song Kylie đã sớm bộc lộ tài năng kinh doanh khi thành lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics năm 18 tuổi. Các sản phẩm mới trong thương hiệu của cô đều được săn lùng trên thế giới ngay khi vừa ra mắt. Kylie Rittenhouse, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1997. Kylie Jenner sinh ra ở Los Angeles, California. Cô là con gái út của Jenner, nhà vô địch huy chương vàng 10 môn phối hợp Thế vận hội mùa hè năm 1976 và bà cờ Kris Jenner. Cô có một chị gái ruột là Kendall. Cô có ba người chị gái cùng mẹ khác cha là Kourtney, Kim và Khloe Kardashian cùng một anh trai cùng mẹ khác cha là Rob. Kylie cũng có ba người anh trai cùng cha khác mẹ là Boo, Brandon và Rosie Jenner, cùng một chị gái cùng cha khác mẹ là Kasey. Cô theo học tại trường Sierra Canyon, ở trường cô là một thành viên của đội cổ vũ. Năm 2012, cô quyết định rằng việc học tại nhà sẽ là một lựa chọn tốt hơn và ghi danh vào một chương trình giáo dục tại gia. Sau đó, cô ra trường với bằng tốt nghiệp trung học vào tháng 7 năm 2015 từ trường trung học Laurel ở California. Năm 2007, Kylie cùng với cha mẹ và anh chị em của mình Kendall, Kourtney, Kim, Khloe và Rob bắt đầu xuất hiện trong loạt phim truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, ghi lại cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình họ. Bộ phim đã đem lại thành công cho kênh truyền hình phát sóng chương trình E và dẫn đến sự ra đời của hàng loạt chương trình kế tiếp như Kourtney and Kim Thách Miami, Khloe và Lamar, Kourtney and Kim Thách New York, trong đó Kylie xuất hiện nhiều lần với tư cách khách mời. Cuối năm 2012, cô tham gia cùng với chị gái Kendall và mẹ Kris Jenner trong một tập của chương trình truyền hình thực tế của Hoa Kỳ, America's Next Top Model. 2015 đến 2018, sự trỗi dậy của Kylie Cosmetics. Chị em nhà Jenner đã bị khán giả ló khi giới thiệu màn trình diễn của anh rể Kanye West tại Billboard Music Awards vào tháng 5 năm 2015. Tháng 2 năm 2016, công ty mỹ phẩm của Kylie được đổi tên thành Kylie Cosmetics và số bộ dụng cụ được sản xuất đã tăng từ 15.000 lên 500.000. Kylie đã phát hành một video quảng bá dài 3 phút cho một loạt các loại son bóng vào tháng 3 năm 2016, cho Colin T làm đạo diễn và các người mẫu đồng nghiệp Karin Jinsui, Mara Gain và Jasmine Sanders. Tháng 6 năm 2017, Kylie được xếp ở vị trí số 59 trên Forbes Celebrity 100, trong đó vinh danh 100 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất trong 12 tháng trước, sau khi kiếm được khoảng 41 triệu USD, khiến cô trở thành người trẻ nhất trong danh sách khi 19 tuổi.